Bọ xít mũi là một loại côn trùng gây hại trên cây công nghiệp như điều, cacao là chính. Tuy nhiên hiện nay với tình hình biến đổi khí hậu, đa dạng cây trồng và mùa vụ, bọ xít mũi còn tấn công sang cả những vườn cây ăn trái, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng, năng suất của cây và hiệu quả kinh tế của bà con nông dân. Trong video này, Hoàng Minh giúp bà con nhận diện bọ xít mũi và cách phòng trừ hiệu quả nhé! Họ bọ xít mũi có tên khoa học là Halobeltis spp, thuộc bộ cánh cứng nửa Hemiptera, họ Mirida, là loài đa thực, gây hại trên nhiều loài cây trồng như cacao, tiêu, điều, bông, chè, cây có muối, xoài, mãng cầu, khoai lang, v.v. Bọ xít mũi có một cột sống đặc trưng trên ổ bụng và có sự khác biệt về màu sắc giữa các loài, như loài Tevora thì có màu xanh lá cây, loài Anthony thì có màu nâu đỏ. Vòng đời bọ xít mũi từ 15 đến 30 ngày tùy điều kiện thời tiết. Bọ xít mũi trưởng thành có thể sống trong vài tuần, dài từ 6,5 đến 8,5mm, có gai nhọn phía giữa ngực, chân dài và mỏng manh như chân mũi. Con cái có thể đẻ từ 30 đến 50 trứng trong thời gian sống. Trứng có màu trắng, dài khoảng 1mm, được để rải rác hoặc thành cụm trên thân, cuốn lá non hoặc các bộ phận khác đang phát triển của cây. Trứng nở chỉ sau một tuần. Ấu trùng có hình thái trông giống thành trùng, di chuyển rất nhanh. Khi có động, chúng thường trốn xuống mặt dưới của lá hoặc thả mình rơi xuống đất để trốn. Thường cư trú trong những cây, bụi rậm xung quanh vườn. Chích hút đọt non, lá non hoặc các bộ phận khác đang phát triển của cây. Ấu trùng trải qua 5 tuổi với tổng thời gian là từ 10 đến 16 ngày. Bọ xít mũi dùng vòi chích xuyên qua các mô thực vật. Nước bọt của chúng rất độc, gây ra các vết hoại tử trên lá non, cành, trái non, tạo ra các vết sẹo trên lá, trên trái, gây biến dạng trái, gây chết chồi, cành cây hoặc toàn bộ cây. Chúng thường xuất hiện chích hút nhựa vào sáng sớm và chiều mát. Những ngày âm u có thể hoạt động cả ngày. Gây hại bắt đầu từ đầu mùa mưa đến cuối mùa mưa. Đây là giai đoạn cây tập trung đâm chồi, lá non và ra hoa kết trái. Với bọ xít mũi gây hại, biện pháp phòng trị như sau. Đầu tiên là khắc phục những tổn thương trên quả trái do bọ xít mũi gây hại để nâng cao hơn chất lượng nông sản. Và cặp đôi tẩy nám, Calibo Hoàng Minh và Lứng Trái Hoàng Minh sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Vào mùa mưa, bà con nên thăm vườn thường xuyên. Khi phát hiện có bọ xít mũi gây hại thì phun vào lúc sáng sớm hay chiều tối bằng Alexander Đại Đế 777 kết hợp xích phố mã để thẩm thấu hữu hiệu hơn. Xử lý vào các thời điểm thường gặp, đó là khi cây đang ra lá non, khi chồi non mới nhú và sau khi đậu trái non. Mỗi đợt phun từ 1 đến 2 lần, cách nhau khoảng từ 7 đến 10 ngày. Đồng thời tỉa cành, tạo tán sau khi thu hoạch, phát quang bụi rậm, thu gom, tiêu hủy những bộ phận gây hại để hạn chế sự phát triển của bọ xít mũi. Sản phẩm và quy trình quản lý bọ xít mũi đã được thử nghiệm thành công trên các nhà vườn được Hoàng Minh tư vấn. Quý bà con có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Về thông tin sản phẩm hoặc về các vấn đề nông nghiệp khác cần tư vấn và chia sẻ, xin quý bà con liên hệ Nông nghiệp Hoàng Minh qua số điện thoại 0935 842 567 hoàn toàn miễn phí. Hoàng Minh, minh bạch tạo uy tín.